Trộn chó chứ. Đâu vậy? Thôn 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 đây thôn mấy vậy? Hai ba. Gặp 23 rồi đi, mẹ đi. Ôi, nhà mình mất nhiều lắm rồi. 23 chứ. Đằng này chắc phải bắt bền khá nhiều mới được. Dạ, cái nào là mất bền rồi. Nhà nào mất rồi, bắt được hết. Có quẹt không? Nhìn kỹ vào có quẹt không? Chó thì báo. Hai thằng chữ bắt hai con bắt ở đây luôn hả? Đây đây, mẹ gù ở đây, cái làng tại đây thì ông biết. Không biết đâu, thật sự đấy. Đánh nó làm gì? Nó tự té chứ đánh nó làm gì? Cái thôn này còn hiền đấy, thằng này cho đi một thôn khác chết. Ông bảo ấy, mày anh em có quen ông này không? Bố tôi nói ba là hồng quả. Ngẩng lên. Bố tôi nói ba là hồng quả trúng chỗ là cái không mày. Cho nên là bữa sáu là chỗ thôn 23 là cạnh như cho đó toàn là như đây anh em có quen không? Lúc đầu không đánh đi, giờ có công an đứng đây còn đánh làm gì nhỉ? Ai đánh? Có ai đánh đâu? Ai đánh mình ký chút thôi. Nó té xe máy làm gì ai đánh? Có phạt luật có cung cung. Nó té mới bắt được thôi. Đây ra xem ơi. Có té xe. Muốn xem thì ra xem mặt kìa. Đây là bị té xe nha. Nếu mà người thân của ai thì ra mà nhận bà con của ai ra mà lên thảo là điên trộm là đi dây đi vẹt nha. Các mọi người thế này tồi cho mấy này. Xa quá cột cột cái tay nó căng quá rồi giờ cái tay xin nữa rồi tay đây rồi tay béo béo anh em nhà ai mà ra thôn 23 nhận nhá. Hôm nay nó bị ăn thằng đó nhiều quá đúng rồi mới mua cho về ai quen rồi cái hàng của nó có bị gút chưa ông kéo bị gút chưa trước khi đi trộm chó chắc không nghĩ ngày hôm nay đâu nhỉ. Phải nghĩ chứ không nghĩ đến ngày hôm nay đâu. Chắc trộm vẫn trộm vẫn nghĩ người ta sợ người ta đánh người nhà đâu. Thanh niên người nhà của ông Năng ấy chắc phải 5 tiếng mới đến đây. Chó bắt con người nhà phải nhận mới cho nó đi rồi để nó ngồi đây đến mai cái xe xanh kia. Chó đâu? Chó tỉnh chạy rồi chứ ai dám cầm vào chó. Bắt người trước cái chó thật sự. Chó còn hướng hai bên ghế thế nào chạy về nhà. Đi qua đường không ra ngoài cột ở đâu đây. Không về nhà mà giết mẹ thằng này luôn. Ở đây nó thảo mồ con chó của nhà nước từ bên thôn 21 xích xuất nó đi từ về cái con chó nhà nước nó về nó ngủ đây nó không sang hàng đây rồi mới bảo phải về thả gì nó được kêu nó quen nó quen mà quen là con chó nó không có đâu mà nó về đấy hoàng bay ra cũng chết rồi đó xin đồ ông già của nó bạn bạn chết đi mày thoát chết thế anh em đéo thằng trộm chó. Phải anh em mày không? Vào nhận đi. Tao còn phải xuống trôn sóng đi mẹ. Ô tô này mấy chú công an thôi nhá. Không phải là nó đi ô tô đâu, nó xe máy thôi. Người ta kêu nó đây. Nó chạy bán sống bán chết mà. Chạy không sợ bán chết mà không bị bán. Rồi, nó khác vào. Ôi đâu, mang nhiều áo thế. Đúng. À. Không khéo ở trong người còn có hàng gì đấy, phải lột ra xem đấy. Nó còn có áo chống đạn đi. Quá nhiều cái áo luôn mà.
Bác sĩ xuống khám nhá, sức khỏe nhá. Cậy đi khám tí nữa. Bữa nay quay trực tiếp này lưng đông muốn nam. Nhưng mà cái bên dưới xem còn cửa quầy không? Chưa chết đâu, thằng này chưa chết được. Quả bố làm quá nó chỉ còn chuột cà kém à. Biết nó sao đấy, mấy ông này toàn là thợ săn cả đấy, như cái bụi cây tùm mất được tú đạo đấy, quay lên nhiều người chăm sóc tốt. Rào ông này nữa bạn đâu mà không quen đâu không quen à quen không à mặc nhiều áo à mày à đủ mà áo toàn mẹ máu chó rồi phần thành nhất lắm bạn này nó đột biến phải hỏi chứ quen thì sao đấy ít rồi giả bên ngoài cuộc áo đồng không vào mà vùng này phệ luôn bên dưới to ăn nhiều ăn nhiều ăn chó cái kia cái chó nó mới bảo nhỉ. Sẽ đảo gặp làng mà hay bắt được. Bắt được bắt chó trừ trong thôn 21 kia về đón. Cắt hết ra có gì đâu mà. Cắt bỏ hết luôn. Đây đông người mà. Bây giờ còn dám chạy chạy độc. Tao nói rồi, mày đừng đi trộm chó dân tộc. Nó sống rộng lắm mẹ thôn này đến thôn kia đấy. Ít mẹ nó điện mà chạy đéo khỏi đâu. Sao? Đặc biệt là tục kính cái ghế gượng lại. Này, đang đây tàn kinh này. Mẹ, nguy hiểm lắm. Kinh tởm lắm. Kinh tởm lắm. Kinh tởm lắm. Chạy đâu. Chạy được. Cô này tôi đuổi chứ đây 2 phút. Để cái cung áo ra nào. Thì con trai xem cái hàng nó có bị thương không? Bà kia thì mày không tắt được cái điện thoại không ai cho không dám. Ai mất chó thì ra xem nhá. Ở thôn 23 mấy cái hình mà mấy con chó mình mày ăn lấy mình cái đoàn cua ấy. Đừng bảo đặt cua mà mày mang tiếng lắm rồi nha. Đặt thẳng thôi. Cua ấy là được rồi. Biết rồi. Gần nhà trường thôn 23 nhá. Hôm tới hôm qua mà áo việc rồi hôm nay mới chưa quay về. Chương trình nào ghi nhận lại cho anh nhá. Ý là đọc để anh em bọn anh ghi nhá. Chưa thấy có đoạn chỗ nào tím nữa, cái này chắc đánh ít rồi. Nhẹ. Cửi quần luôn à, anh ơi. Cửi quần nó ra luôn nhưng mà xem cái này cái kia quần nó. Cho vào trong bãi này. Ai là bọn nó cắt rồi. Cho nó vào trong này này. Quần nó hết đi. Yo, ở đây từ 4 giờ sáng ở lộ chị ạ. Ôi dồi, quần cũng mặc nhiều này à. Chết rồi. Tuột ra đây, tuột quần ra đây. Nó mặc nhiều quần này đánh không đau rồi mà. Nó cũng tính cả rồi, mặc nhiều quần đánh đéo đau. Anh em nó mặc bao nhiêu áo đấy? Để hơn giày đấy hắn. Ê, kiểu tra nó có bao nhiêu cái áo kia trượng? Hả? Áo 4 cái. 4 cái à? Nó phải mang 10 cái bao nhiêu thì 2 cái này mà. Thằng này cơ. Cái kia chắc bị ấy rồi. Cái kia là 2 thằng nha mà thằng chạy rồi. Cái đấy là nó nhiều mà xe thôi. Không. Tay nó lên mày nó bị té này. Đập vô cái cây ngang. Ai đập nó chỉ té thôi cái này cơ. Nó té vào cái cây ngang kìa. Có cái cây ngang qua đường này nè. Ngang qua cái mương á. Ăn vấp vào cái đó. Đâu cái chỗ đấy chưa thấy lõm mà. Chưa sao? Lõm thì cũng đáng. Cái kia cũng sưng rồi. Cái đó là chắc nó đập vào vô cái cây ấy. Cái loại này ai thường tiếc đâu mà. Em lấy cho Thiệt một cái tờ giấy để ghi. Cho đi Thiệt Hạnh này. Xong rồi bắt đầu. Này cho đi Thiệt Hạnh nhá. Cho đi Thiệt Hạnh đi. Cho nó về gặp ông bà. Ông này béo cứ đây đấy.
mà chưa lên chưa gặp tổ tiên là may rồi. Cho nó về gặp ông bà tổ tiên nhà nó ấy. Bụng này phệ ấy mà đi trộm chó đấy chứ. Cái bụng này phải uống được 2 thùng bia. Mày sờ cái giái mày con không? Tay đâu không sờ đâu. Chó ở đây tầm 2 tiếng. À đồng. Trộm chó. Biến động, biến động. Đồng lọc. Trộm chó nhá. Nó cả làng ra mà. Mấy bác nhìn bẩn bẩn này có quen không? Có quen thì bảo ai qua đây là có quen thì bảo lánh đi về thôi. Những người vừa chạy đi sau cũng giống ai hết. Giống tao thì mình chết rồi. Có mà lâu này không? Có phải tao mày? Đây, có mà lâu này không? Lâu này. Thôi kết thúc đấy anh em ạ. Ai mất chó ra thôn 2 ba nhận chó chứ. Nhà mình mất chút con rồi. Ra nhận chó thôn 2 ba nhá. Nhà mình nó về mất mình mày nếu mà đứng ngoài cách đây mày. Con của anh kia chắc bằng chục con người ta ấy nhỉ. Em biết nhiều nhưng đấy làm thế thì nói đi, nhưng mà anh mày không phải chứ con kia nó mất nhiều lắm rồi mà. Mà tính quy ra tiền mà nhà mày trả mấy chục triệu.